Hello Nam, hôm nay mình chia sẻ anh em về cách ghép dao mà hàng nó không đều nha. Ví dụ như hộp hàng này, thường là mấy cái xưởng nhỏ nhỏ họ chạy ít dạng máy hàng nè, sàn ba lô hàng, dù a cồ luôn á, a cồ thì nó có thường nó có hàng lớn mà cũng có một số hàng nó nhỏ nhỏ trên là nó khá nhiều. Thì mà cách ghép dao hàng không đều, một hàng này là nó quá bự chứ hàng này nó quá nhỏ, trên là nó quá nhiều. Đó, thì bây giờ đối với cái hàng bự á, thì bạn phải đưa đưa dao cao lên, ví dụ như cái hàng này đi bự nè, bạn cũng phải đưa dao cái dao nó cao lên, như cao này mình đưa cao để cho hình dung nha, đưa dao cao lên á thì cái hộp hàng này cắt nó mới tới được. Còn là cái hộp bự này nó nằm ở trên hơn hộp nhỏ thì nó nằm sát dưới, hộp bự thì nằm trên thì phải đưa dao cao cắt mới tới ha. Đó, thường là đưa dao cao á thì cái bệ dao này nè, bệ dao cao nó cũng cao, nó cũng cao lên để cho cái hộp hàng này nè nó chui vô được. Còn lấy cái hàng nhỏ, ví dụ như hàng nhỏ này nè, bạn phải đưa dao thấp xuống, đưa dao cao như vậy phải thấp xuống, nói gì hình dung nè, thấp xuống tại vì cái hộp hàng nhỏ này nó ăn sát kẹp dao hơn, thấp xuống nếu mà đưa cao vô á thì bể bể hàng nha, nó thấp mới được, đưa cao bể hàng, nó thấp xuống, nó thấp xuống nè, thấp xuống thì bệ dao này nè bạn phải cũng thấp xuống vậy nó ôm hộp hàng, để lại hàng nhỏ ôm xuống, hàng nhỏ thì đưa bệ dao thấp và bệ dao nó không thấp nữa, nó mới ôm hộp hàng nó buông được đó. Còn cái nếu mà tỷ lệ hai hai cái hàng này nè, bạn phải coi cái hàng nào tỷ lệ hàng lớn nhiều hay hàng nhỏ nhiều để mình ghép dao cho phù hợp. Ví dụ như hàng lớn nhiều á, bạn phải đưa bệ dao cao lên, bệ dao cao lên nó cho hộp hàng lớn nên nó dễ chui qua, như hộp này hàng lớn nè, bạn phải đưa nó cao lên nó chui vô được. Còn nếu bạn hàng lớn mà bạn đã bây giờ thấp xuống nhé, thì này nó chui vô không được thì nó tới đây nó bị dễ nằm ngang, dễ nằm ngang hoặc nó bị dập cái góc này nè, nó bị dập cái góc này nó chui vô kẹt quá thì nó khó vô, vô dễ nằm ngang dễ dập góc này đó. Nhưng mà đối với hàng nhỏ thì chui vô nó dễ hơn nha, nhỏ chui nó dễ hơn đó. Thì tùy theo cái hàng lượng hàng đó, bạn coi lượng hàng lớn nhiều hàng nhỏ nhiều để mình ghép dao thiết kế cái dao phù hợp. Hàng nhỏ thì hạ xuống, còn hàng lớn thì đưa lên cao nha đó. Thì cách ghép dao giữa hàng lớn và hàng nhỏ gì chênh lệch quá nhiều.